Mẫu người đàn ông như thế nào mà khiến cho chị em phụ nữ chúng tôi mê mẩn, điên đảo là người như thế nào? Một ngày nhớ đêm mong á, nếu là bạn á, bạn sẽ suy nghĩ con gái á, chỉ thích mẫu người đàn ông là đẹp trai, nhiều tiền thì đó lại là một sai lầm lớn nhé. Tại vì mẫu người đàn ông cuốn hút khiến cho phái nữ chúng tôi thích thú, mê mẩn và ngày nhớ đêm mong á, là như thế nào? Thì tôi đã có một cái cuộc khảo sát với rất là nhiều người phụ nữ rằng là những con người thực dụng đó, họ chỉ thích những người đàn ông là đẹp trai này, phong độ này, có biệt thự, có xe sang. Điều đó nhá, có phải là sự thật hay không? Để chọn một người đàn ông làm bạn đời đó, phụ nữ sẽ không chọn những người đàn ông kiểu đẹp trai mà chỉ lấy về để ngắm đâu nhá, nó phải thực tế nữa. Họ cũng sẽ có người chọn những người đàn ông chỉ biết, họ cũng sẽ không chọn những người đàn ông mà chỉ biết là phung phí, tiêu tiền hoặc là chơi bời hay là tham gia những cái cuộc vui chơi nó quá đà, đúng không nào? Họ không cần những người đàn ông, họ không cần những người đàn ông thứ hào nhoáng đó, mà cái họ cần á là cái phẩm chất bên trong của người đàn ông mà thôi. Vậy cái gu của con gái hiện nay là gì? Những mẫu người đàn ông nào thực sự khiến cho phụ nữ cảm thấy gọi là ngày nhớ đêm mong, điên đảo? Thế thì qua video ngày hôm nay, Thu Hà sẽ mời quý vị và các bạn cùng đi xem hết video của Thu Hà để giải đáp cái thắc mắc là mẫu người đàn ông nào làm cho chị em phụ nữ chúng tôi phát điên nhá. Một, mẫu người đàn ông thông minh. Ok, tôi thực sự là bản thân tôi cũng thế, tôi thích những người đàn ông thông minh, hài ước này. Trong cái thông minh là có phải sự hài ước nữa chứ không phải là cứng nhắc, đúng không ạ? Khi có một ai đó theo đuổi nhá, theo bản năng là phái yếu, phụ nữ thường có cái xu hướng là phòng vệ, được chưa nào? Nhưng mà một khi người đàn ông đó đã khiến cho cô ấy cười rồi á, thì cái lớp phòng vệ đó sẽ mờ dần đi. Bạn biết đấy, cái nụ cười chính là một trong những cái cách giao tiếp và cực kỳ hiệu quả đối với các cô gái. Và một cái khả năng mà đã làm cho nàng cười á, thì nàng đã thực sự thoải mái và mở lòng ở bên cạnh bạn nhiều hơn nữa. Một người hài hước á, luôn biết cách khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Và ai cũng thích ở bên cạnh một người tích cực và vui vẻ, phải không nào? Do đó, ngay cả khi bạn không có ý định mà nàng vẫn sẽ kiểu như là chưa cưa đã đổ đó. Có một cái câu nói rằng nhá, người thông minh chưa chắc đã hài hước, nhưng người hài hước chưa chắc đã thông minh, thấy chưa ạ? Và với một người đàn ông hài hước lại thông minh hơn hẳn cô ấy một cái đầu, thì sẽ mang lại cái cảm giác và cái sự ngưỡng mộ từ trí tuệ, sự hài hước của anh ta, và cô nàng sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay của người đàn ông tuyệt vời ấy mà thôi. Và tình yêu cũng từ đó mà bắt đầu, được chưa ạ? Bởi những cái người đàn ông thông minh hài hước á, luôn biết cách tạo ra cái sự trải nghiệm thú vị và không bao giờ khiến cho cô nàng phải nhàm chán hoặc là không bao giờ kiểu như bị cũ đó. Và đây chắc chắn là một trong những cái mẫu người đàn ông phụ nữ cực kỳ thích, được chưa ạ? 2. Mẫu người đàn ông thành đạt. Cái quan điểm rằng phụ nữ thích những người đàn ông có tiền là một quan điểm phiến diện. Thực chất, những người phụ nữ thích những người đàn ông thành đạt á là rõ ràng rồi, bản thân tôi cũng thích người như thế. Tại vì tức là người đàn ông thành đạt á thì đương nhiên là họ sẽ có rất là nhiều tiền rồi. Phải bàn cãi đến cái việc đó nữa rồi, đúng không ạ? Bản năng của một người phụ nữ là họ muốn tìm kiếm một người đàn ông để người ta có thể là dựa dẫm vào. Thì người đàn ông đấy thực sự có kinh tế thì mới chu cấp, với bảo vệ họ được. Và đàn ông có sự nghiệp ổn định, có tiền sẽ giúp cho cuộc sống của cô ấy cũng như gia đình của cô ấy sẽ ổn định hơn, tốt đẹp hơn. Và khi nhá, đã là một người đàn ông có địa vị trong xã hội rồi á, bạn sẽ có quyền bảo vệ cô ấy được cái sự rủi ro này, cái sự nguy hiểm ngoài kia, đúng không? Ngược lại là một người đàn ông tay trắng không có cái gì hết ở trong tay, rất khó cho người phụ nữ và gia đình của họ cái sự an toàn, được chưa ạ? 3. Mẫu người đàn ông kiểm soát tốt cái cảm
Tại vì làm sao ạ? Khi người phụ nữ chúng tôi muốn dựa vào một người đàn ông á, thì cái anh đấy phải làm chủ được cảm xúc. Chứ không phải anh ấy cứ mỉ nheo xong rồi đụng cái anh ấy cảm xúc trước thì dở rồi đúng không ạ? Phái đẹp á, luôn thiên nhiều về cái cảm xúc. Do đó đôi khi họ khó kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân mình á. Và lúc này họ cần một người đàn ông thấu hiểu và làm chủ được. Được chưa ạ? Chứ còn bây giờ rõ ràng là tôi tìm một người đàn ông không làm chủ được cảm xúc thì dở rồi. 4. Mẫu người đàn ông có trách nhiệm. Phụ nữ sẽ không muốn cưới một cậu nhóc trong cơ thể của một người trưởng thành, cũng không muốn cưới một cậu quý tử của mẹ chỉ để chăm sóc thêm một người nữa. Ngoài con cái, điều họ cần là một người đàn ông có trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác công việc và trách nhiệm của một người chồng với một người cha. Cái sự khác biệt giữa một cậu nhóc và một người đàn ông trưởng thành là gì ạ? Khi mọi thứ như ý, cậu nhóc sẽ bắt đầu than thở, trách móc và tìm cách đổ lỗi cho mọi người xung quanh, đúng không ạ? Nhưng một người đàn ông trưởng thành á, họ sẽ học cách chấp nhận và thực hiện, tìm cái cách giải quyết và tìm giải pháp. Và nếu như cuộc sống hôn nhân của họ á, có bất kỳ vấn đề gì thì mẫu người đàn ông này họ cũng có trách nhiệm, sẽ cùng vợ gánh vác để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải là tìm cách đổ lỗi hay là tìm cách than thở hay là đùn đẩy trách nhiệm cho người bạn đời của mình. Được chưa ạ? Quá là tuyệt vời, thực sự là một người đàn ông phải có trách nhiệm. 5. Mẫu người đàn ông có nhiều tài lẻ. Ôi dồi ôi, cái này thì tuyệt vời quá rồi đúng không ạ? Những người đàn ông có nhiều tài lẻ như là vẽ này, hát hay này, thể thao giỏi này, biết một chút ảo thuật, hay đánh đàn, hoặc là các anh biết nấu ăn, thứ thành công cũng như thu hút được nhiều thiện cảm đối với người khác giới. Đặc biệt họ cũng có khả năng nhá, khiến cho phái đẹp khó mà cưỡng lại cái sức hút của họ. Đơn giản vì mỗi một ngày ở bên cạnh họ, phụ nữ lại phát hiện ra thêm một cái tài năng, thêm một cái điều thú vị mới. Do đó, những người đàn ông này á, chị em á, trời ơi, chết mê chết mệt về cái tài lẻ, sẽ tạo nên một cái cuộc sống có nhiều, nhiều màu sắc và mang tới cho cô gái rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị trong cuộc sống. Mỗi người đàn ông tự tin luôn đem lại một cái nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống, cũng như ảnh hưởng tích cực tới những người xung quanh. Và bất cứ ai, kể cả phái đẹp, càng yêu thích cái nguồn năng lượng tích cực này. Một người đàn ông tự tin có thể biến cuộc sống tưởng như là nhàm chán hoặc là bất thành thành cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn nữa. Thêm vào đó, họ cũng nhận biết chính xác giá trị của bản thân và biết cách đấu tranh để giữ gìn, bảo vệ cái giá trị đó. Quá là tuyệt vời, phải không ạ? Và một người đàn ông như thế đã là một người cha, người chồng, họ cũng sẽ đấu tranh vì cái quyền lợi cho gia đình của họ. Đó là cái sự bảo vệ của người phụ nữ rất cần ở một người đàn ông. Thêm vào đó, cái nguồn năng lượng á, cái nguồn năng lượng tích cực mà từ người đàn ông tự tin á, sẽ giúp cho gia đình của họ luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. 7. Mẫu người đàn ông thích mạo hiểm và khám phá. Cái này là bản năng rồi các anh nhá. Tại vì làm sao ạ? Cái người đàn ông mà thích mạo hiểm khám phá cũng là một mẫu người đàn ông của phụ nữ rất là thèm khát và mê mẩn đó. Phụ nữ thì rất là thích những cái câu chuyện nó thú vị về những cái vùng đất mà anh ta đã đi qua, và họ cũng thích nghe anh ta kể chuyện về những cái trải nghiệm, những cái việc phi thường nào đó mà anh ta đã làm. Và nếu như cô nàng đó là một người có cái sở thích kiểu như xê dịch, và chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa là những cái chuyến đi trải nghiệm và cái sự riêng tư nữa giữa hai người, thì lại càng làm cho cái cuộc yêu đó nó thi vị hơn rất là nhiều. 8. Mẫu người đàn ông hào hiệp. Ôi dồi ôi, cái này thì quá là chốt rồi, phải không ạ? Người đàn ông hào hiệp sẽ cho nhiều hơn những gì người xung quanh yêu cầu, và họ sẽ không tính toán hơn thiệt. Cái sự hào hiệp đúng nghĩa đó là một hành động giúp đỡ bất vụ. Được chưa ạ? 9. Là mẫu người đàn ông chân thật.
khẳng định với phái nữ rằng là không bao giờ thích hoặc yêu một người đàn ông mà chuyên lừa dối họ. Bạn có thể nói dối cô ấy, bạn có thể che giấu cái vấn đề riêng tư của mình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Tại vì nói thật thì không mệt, nhưng mà nói dối thì mệt lắm. Lúc nào cũng phải tính tính toán toán, mệt không ạ? Phụ nữ luôn có những cái giác quan nhạy bén để nhận ra vấn đề. Một mối quan hệ được tồn tại bởi cái sự giả dối thì sẽ không thể tồn tại được lâu, được chưa ạ? Mọi người có đồng ý với Thu Hà điều đó không? Và khi phát hiện ra người đàn ông lừa dối mình thì phụ nữ sẽ vô cùng bị tổn thương, và chắc chắn rằng cô nàng này sẽ không còn ý định cùng bạn bước tiếp trên con đường đó nữa. Do đó hãy chân thành và hãy sống thật với cái cảm xúc của mình, bản thân của mình. Hãy để người phụ nữ của bạn có quyền được biết những gì mà họ cần biết. Một người phụ nữ luôn đề cao cái sự chân thật từ người đàn ông của họ. Nếu bạn là một người như vậy, chắc chắn bạn là một mẫu người đàn ông phụ nữ rất là mê đắm. 10. Mẫu người đàn ông quyết đoán. Ôi trời ơi, tôi thích nhất là cái phụ này này, chứ còn nhu nhược tôi chán lắm. Phụ nữ luôn muốn dẫn dắt người đàn ông, do vậy họ thường bị cuốn hút bởi những người đàn ông quyết đoán. Cái sự quyết đoán thể hiện cái sự mạnh mẽ, tự tin, sẵn sàng chịu trách nhiệm của một người đàn ông. Và một người đàn ông quyết đoán cũng có cơ hội thành công và thành đạt hơn rất là nhiều. Họ biết nắm bắt cái thời cơ của họ. Đây đều là những đặc điểm của một người phụ nữ luôn ao ước có được một người đàn ông của mình. Thêm vào đó, cái sự quyết đoán này không chỉ thể hiện ở trong công việc mà nó còn thể hiện trong các cái quan hệ của cả hai người. Người đàn ông này sẽ là người đàn ông dẫn dắt cái cuộc chơi, quyết định cái kế hoạch cho mỗi buổi hẹn hò của hai người, hay là trong cuộc sống hôn nhân gia đình, hoặc tạo ra những cái bất ngờ phấn khích nửa kia. Và lúc nào đó người phụ nữ chỉ đơn giản thực sự thư giãn và thoải mái, bởi họ biết rằng bên cạnh mình là một người đàn ông có thể sẵn sàng gánh vác, hỗ trợ và bảo vệ cho họ. Quá là tuyệt vời. Những anh nào có những cái đặc điểm như ở trên thì chắc chắn rằng các anh đi đến đâu, các anh ở đâu hay làm gì, các chị em chúng tôi cũng sẽ tìm ra bằng được những người đàn ông có một trong những cái đặc điểm như thế. Mọi người thấy video ngày hôm nay của Thu Hà như thế nào ạ? Hãy tìm cho mình những cái đặc điểm ở trên nhá. Các anh có những cái đặc điểm nào ạ thì comment xuống dưới đây nhá, để xem coi là mình đã là mẫu người đàn ông tuyệt vời để cho các nàng mê mẩn và các nàng đang tìm kiếm hay không. Nếu như mọi người thực sự thấy hữu ích thì đừng quên tặng cho em một nốt đăng ký kênh, cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo mỗi lúc Thu Hà ra video mới ạ. Và người á mong muốn mua những cái dòng sản phẩm hỗ trợ sinh lý hoặc là dụng cụ hay là vân vân và mây mây á, thì mọi người app Zalo em theo số này á, để em trực tiếp là người tư vấn hỗ trợ cho mọi người, để mọi người có thể mua được những dòng sản phẩm mà mọi người đang mong muốn nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.